Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong ngày 13 tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã bắt giữ thêm 6 nghi phạm trong vụ dùng súng tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ya Tiêu và xã Ya Tu tại huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên con số 45. Lực lượng chức năng đang siết chặt vòng vây để bắt triệt để những nghi phạm liên quan đến vụ việc. Song song với việc truy bắt, lực lượng chức năng kêu gọi những nghi phạm đang bỏ trốn chủ động ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trước đó, như báo Thanh niên đã đưa tin, rằng sáng 11 tháng 6 năm 2023, một nhóm có trang bị súng, vũ khí chở nhau trên nhiều xe máy đến tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân và phòng làm việc của công an hai xã Ea Tiêu và Ea tại huyện Chư Quyên. Vụ tấn công khiến 4 chiến sĩ công an hy sinh và hai chiến sĩ khác bị trọng thương. Vụ việc cũng khiến hai cán bộ xã và ba người dân thiệt mạng.